Sông Mekong quanh co, uẩn khúc, thế nhưng thái độ của chúng ta đối với dòng sông sẽ luôn luôn rõ ràng, minh bạch. Tất cả là vì môi trường sinh thái của dòng sông, vì lợi ích chung của cộng đồng, cư dân sống quanh lưu vực, vì trách nhiệm với các thế hệ tương lai. Vào tháng 4 năm 2023, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã khẳng định như vậy. Bạn có biết vì sao không? Câu chuyện của chúng ta bắt đầu từ đây. Cao nguyên Tây Tạng, một khu vực địa lý khổng lồ nằm ở Trung Á với diện tích bằng hơn một nửa Liên minh châu Âu. Tuy nhiên thì ở đây chỉ có khoảng 5 triệu người sinh sống, chưa bằng dân số của Slovakia. Đó là một nơi xa xôi hẻo lánh, thế nhưng là một trong những khu vực chiến lược quan trọng nhất hành tinh. Tất nhiên là không phải vì người dân, mà là do ở đây có hàng chục nghìn dòng sông băng. Chúng len lỏi giữa những dãy núi và nắm giữ trữ lượng nước ngọt lớn thứ ba trên hành tinh này. Đồng thời, một số con sông hùng vĩ nhất cũng bắt nguồn từ đây. Ví dụ như là sông Dương Tử, Hoàng Hà và Mekong, ba dòng sông dài nhất của châu Á. Chúng cũng lần lượt đứng thứ 3, thứ 6 và thứ 12 trên thế giới. Từ cao nguyên Tây Tạng, sông Dương Tử và Hoàng Hà chảy về phía đông hướng về Thái Bình Dương, nằm gọn trong một quốc gia duy nhất, Trung Quốc. Hàng trăm triệu người Trung Quốc sống ở hạ lưu hai con sông này. Ở cuối sông Dương Tử là khu vực đồng bằng châu Thổ, chỉ riêng mình nó đã chiếm 1/5 GDP của Trung Quốc. Những con sông đó chính là huyết mạch nuôi sống dân số khổng lồ của Trung Quốc, cho nên bắt buộc phải kiểm soát thượng lưu của chúng ở Tây Tạng. Đó là vấn đề an ninh quốc gia sống còn của Trung Quốc. Ở thì còn sông thứ 3 thì sao? Khác với hai dòng sông còn lại, sông Mekong chảy về phía Nam, đi qua Trung Quốc, Myanmar, Lào, Thái Lan, Campuchia và cuối cùng là Việt Nam. Vì sao dòng chảy dài 4.500 cây số lại là một trong những con sông quan trọng nhất thế giới? À thì cũng không có gì ghê gớm cả. Nó chỉ là nguồn cung nước ngọt chính cho khoảng 70 triệu người Đông Nam Á và chiếm gần 20% nguồn cung thủy sản của thế giới mà thôi. Thế nhưng mà sông Mekong lại đang chết dần. Dòng sông đang ngày một suy giảm. Riêng ở Việt Nam, đồng bằng sông Cửu Long thường xuyên phải đối mặt với hạn hán nghiêm trọng. Xâm nhập mặn xuất hiện sớm hơn, dữ dội hơn và dự báo vào năm 2040, vùng đồng bằng sông Cửu Long chỉ còn không tới 5 triệu tấn phù sa mỗi năm, giảm tới hơn 9 lần so với hiện nay và gần 30 lần so với cách đây 15 năm. Thế nhưng điều đó đang xảy ra trên khắp Đông Nam Á. Thế nhưng chuyện đó thì có liên quan gì đến Trung Quốc cơ chứ? Hãy chia sông Mekong thành hai phần. Vùng hạ lưu ở phía Nam bắt đầu gần biên giới của Lào và Trung Quốc, bao gồm mạng lưới các nhánh phụ chằng chịt bao phủ phần lớn lãnh thổ Lào, Campuchia và một phần đáng kể lãnh thổ của Thái Lan và Việt Nam. Ngược lại thì vùng thượng lưu của sông Mekong ở miền Bắc chỉ nằm gọn trong lãnh thổ của Trung Quốc, thường được biết đến với cái tên là sông Lan Thương. Từ cao nguyên Tây Tạng, nó chảy xuống phía Nam qua một địa hình dốc đứng hơn hẳn so với địa hình chảy qua ở Đông Nam Á. Nghĩa là sao? Với độ dốc này thì dòng sông sẽ ào ào đổ xuống. Điều đó đem lại cho sông Lan Thương một lợi thế lớn và một bất lợi cũng rất lớn. Một mặt thì dòng sông đầy những gành thác dữ dội nên là khá vô dụng cho giao thương, đường thủy hay thương mại. Thế nhưng điều đó cũng đồng nghĩa đây là một trong những địa điểm lý tưởng nhất của hành tinh để xây đập thủy điện. Điều đó rất hợp lý. Hàng chục triệu người đang sống quanh dòng sông này, nhu cầu về điện luôn ở mức cao và chỉ có tăng chứ không giảm. Ở cả thượng lưu lẫn hạ lưu của sông Mekong, các đập thủy điện thi nhau mọc lên. Ước tính trong vài thập kỷ qua, đâu đó khoảng 200 đập thủy điện đã được xây dựng hoặc lên kế hoạch ở khu vực hạ lưu từ Thái Lan, Lào, Campuchia cho đến Việt Nam. Nghe thì nhiều, thế nhưng một phần lớn chúng đều là thủy điện quy mô nhỏ, nằm trên vô số các nhánh phụ của sông Mekong. Cụ thể là chỉ có hai đập thủy điện nằm trên dòng chính hạ lưu sông Mekong, đó là Saya Buri và Don Sa Hồng, cả hai đều ở Lào. Dù sao thì nhìn chung, dòng chính của hạ lưu sông Mekong khá là tự do, không bị hạn chế. Thế nhưng ở phía Bắc thì sao? Như tôi đã nói, khu vực thượng lưu dốc hơn nhiều so với hạ lưu, đồng nghĩa thuận lợi hơn cho thủy điện. Từ thập niên 1990, Trung Quốc đã hùng hục xây đập trên khắp lãnh thổ quốc gia, đặc biệt là trên sông Lan Thương. Cụ thể là 11 đập trên dòng chính và 95 đập phụ. Đáng chú ý hơn là 2 trong số 11 đập chính được phân loại đập chứa nước lớn, nghĩa là chúng giữ một lượng nước khổng lồ. Và đừng tưởng như thế là hết, vì Trung Quốc đã lên kế hoạch xây thêm 2 con đập trên dòng chính trong tương lai gần và thêm 11 cái nữa trong vòng 20 năm tới. Bạn hiểu ra vấn đề rồi chứ? Những con đập này giữ lại lượng nước khổng lồ ở thượng lưu dòng sông Mekong trong lãnh thổ của Trung Quốc. Vậy thì còn lại gì cho mấy nước Đông Nam Á ở tít dưới hạ lưu? Ước tính thì những con đập ở hạ lưu sông Mekong sản xuất trung bình 12.285 MW. Nghe thì cũng kinh đấy. Thế nhưng mà 11 con đập của Trung Quốc trên dòng chính của sông Lan Thương đã sản xuất được bao nhiêu, bạn có biết không? 31.605 MW. Nếu cộng lại thì những con đập trên dòng sông Mekong sản xuất khoảng 44.000 MW điện, một con số khổng lồ. Vấn đề là mặc dù trên lý thuyết thủy điện được coi là năng lượng sạch,
Thế nhưng trên thực tế, những con đập này lại đang gây ra những tác động ngày càng nặng nề đến môi trường. Các quốc gia của sông Mekong nhận thấy lưu lượng nước ngày càng ít đi, hạn hán ngày càng gay gắt hơn. Cách đây vài năm, Campuchia, một trong những nước nằm xa thượng nguồn nhất, đã phải đóng cửa những con đập lớn nhất cả nước khi mực nước xuống thấp lịch sử. Hậu quả là người dân phải chịu cảnh cắt điện, thiếu điện trong hàng tháng trời, nên kinh tế cũng chịu thiệt hại nặng nề. Ngoài ra, thì do lượng nước phải áp suất từ thượng nguồn đổ xuống giảm đi, nước mặn từ Biển Đông mới có thể xâm nhập vào đồng bằng sông Cửu Long, gây ra hiện tượng xâm nhập mặn ngày càng tồi tệ. Nói một cách công bằng, thì cái chết của sông Mekong có sự đóng góp của nhiều yếu tố như là hạn hán, biến đổi khí hậu. Thế nhưng Trung Quốc cũng không tránh khỏi một phần trách nhiệm. Bạn thấy đấy, quá nhiều thủy điện mọc trên dòng chính của sông Lan Thương chỉ trong vài thập kỷ đã khiến dòng chảy tự nhiên của con sông bị tắc nghẽn đáng kể. Trước khi các đập thủy điện được xây dựng từ những năm 90, thì dòng chảy vẫn lên xuống tự nhiên theo mùa. Trong mùa mưa, thì từ tháng 6 đến tháng 10 hàng năm, dòng Mekong từng đầy ắp nước và cá. Nước có thể dâng cao tới 7-8 mét, dòng chảy thậm chí có thể lớn hơn nhờ băng tuyết tan ở cao nguyên Tây Tạng. Khi mực nước dâng cao tạo ra lũ ở hạ lưu sông Mekong, dòng nước chứa đầy phù sa được tưới vào vùng đồng bằng ngập lũ màu mỡ của khu vực. Đó là lý do vì sao ở Việt Nam, sông Mekong nuôi dưỡng hai vùng kinh tế trọng điểm là đồng bằng sông Cửu Long và Tây Nguyên, với gần 60% tổng lượng dòng chảy hàng năm của Việt Nam và khoảng 23% tổng dân số của nước ta. Trong đó, thì riêng đồng bằng sông Cửu Long tuy chỉ chiếm 12% tổng diện tích của cả nước, thế nhưng hàng năm đã đóng góp đến 27% GDP, 90% số lượng gạo xuất khẩu và gần 60% kim ngạch xuất khẩu thủy sản. Thế nhưng khi những con đập mọc lên trên dòng chính của sông Mekong ở phía Bắc, thì nhịp điệu của dòng sông vốn tồn tại từ hàng nghìn năm nay đã bị thay đổi gần như hoàn toàn. Giờ đây, khi những đập thủy điện của Trung Quốc ở đầu nguồn giữ lại một lượng nước khổng lồ, đồng nghĩa với việc là ngay cả trong mùa mưa, các cộng đồng ở hạ nguồn sông Mekong sẽ nhận thấy mùa lũ đến chậm hơn, ngắn hơn, yếu ớt hơn. Một bằng chứng rõ ràng là vào năm 2019, mực nước của sông Mekong đã tụt xuống mức thấp chưa từng có. Bình thường, trong gần như cả năm, sông Lan Thương ở phía Bắc chỉ đóng góp rất ít, khoảng 15% lượng nước xuống hạ lưu. Tuy nhiên trong mùa khô, nó đóng góp nhiều hơn đáng kể. Từ tháng 11 đến tháng 4, khoảng một nửa lượng nước sông Mekong đến từ các nguồn trong lãnh thổ của Trung Quốc. Vào năm 2019, cao nguyên Tây Tạng ghi nhận lượng băng tuyết tan kỷ lục, đồng nghĩa với việc là chưa bao giờ có lượng nước lớn đến như thế bị giữ lại trong các đập thủy điện trên sông Lan Thương. Hậu quả là mực nước ở hạ lưu đã bị tụt thảm thường. Vào tháng 7 năm 2019, mực nước bất thường đến mức chính phủ của Thái Lan phải huy động quân đội đến để xoa dịu tình hình. Sau đó thì mùa khô đến và mọi thứ trở nên còn tồi tệ hơn. Người ta đã lường trước được mức nước sẽ cạn kiệt tự nhiên vào mùa khô, thế nhưng đôi khi bất thình lình thì các con đập ở Trung Quốc lại xả lũ ồ ạt, khiến cho các cộng đồng dưới hạ nguồn không kịp trở tay thay quần áo. Bởi vì với lý do đảm bảo an ninh, Trung Quốc coi chiến lược quản lý nguồn nước trên lãnh thổ của mình như là một bí mật quốc gia. Dưới hạ nguồn kêu ca thì cứ kêu ca thôi, vận động thì cứ vận động thôi. Đã có rất nhiều nỗ lực tăng cường hợp tác trong quản lý và sử dụng sông Mekong, như là cơ chế ủy ban sông Mekong chẳng hạn. Thế nhưng mà Trung Quốc đâu có tham gia đâu. Và ngay trong chính ủy ban của sông Mekong, Lào đang tiếp tục xây dựng đập thủy điện thứ 3 trên dòng chính của sông Mekong. Dù là ủy ban của dòng sông Mekong đã nhiều lần cảnh báo, đó là dự án thủy điện Park Bang được thiết kế bởi công ty Da Tang của Trung Quốc thông qua thỏa thuận ký kết giữa Lào và Trung Quốc diễn ra từ tháng 8 năm 2007 với giá trị ban đầu là 1,88 tỷ đô la. Ngay từ khi quy trình thông báo và tham vấn còn chưa được thực hiện, thì chính phủ Lào đã cấp giấy phép môi trường cho công ty Da Tang. Và bạn biết sao không? Đó chỉ là một trong những kế hoạch xây dựng 11 đập thủy điện dòng chính của hạ nguồn sông Mekong của Lào, sau thủy điện của Sayaburi và Don Sa Hồng, thì Việt Nam là nước nằm ở hạ lưu dòng sông Mekong. Và dù muốn hay không, thì chúng ta cũng không thể phản đối các nước vùng Mekong xây thủy điện vì không có văn bản pháp lý nào ràng buộc. Hy vọng tương lai hợp tác quốc tế sẽ cải thiện. Thế nhưng trong lúc này, chúng ta chỉ có thể tự cứu lấy mình. Ngay từ lúc này, chúng ta cần có phương án trữ nước cho đồng bằng sông Cửu Long. Mùa lũ phải được tích nước lại để sử dụng cho mùa kiệt. Ngoài ra, thì cần phải thay đổi cơ cấu cây trồng, lịch canh tác để phù hợp với tình trạng khan hiếm nước trong mùa khô. Hãy tự cứu lấy mình trước khi trời cứu.